Hello, xin chào tất cả các bác, quay trở lại với kênh truyền thông của Techsao Việt Nam. Như các bác được biết thì nhiều bác đã biết rồi, chúng ta sẽ chuẩn bị có một sự kiện vô cùng lớn sẽ rơi vào thứ 6, ngày 7 tháng 6 tới đây. Vậy là hôm nay thì chúng ta gọi là thứ 3, vậy chúng ta còn có 2 buổi nữa thôi là chúng ta sẽ đến một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay. Đó chính là một sự kiện đầu tiên có thể nói đến, đó là một sự kiện diễn ra quà tặng. Quà tặng ở đây là thế nào? Quà tặng ở đây nó không phải là những thiết bị nó gọi là bình thường, mà quà tặng ở đây chúng ta sẽ bao gồm 3 giải. Giải đầu tiên chúng ta sẽ có là một cục đẩy 4 kênh, mỗi kênh 800W, cũng đến từ một thương hiệu gọi là đình đám tại Việt Nam các bác nhá, chứ không phải là hàng lưu tiêu đâu ạ. Và trị giá của nó đâu đó ở thị trường hiện tại nó sẽ rơi vào đầu khoảng 15 triệu. Thứ hai, giải nhì chúng ta sẽ có là một đôi loa hát karaoke nghe nhạc. Và giải ba của chúng ta sẽ là một bộ micro không dây. Vậy là giá trị đâu đó của ba món này thì chúng ta tính đơn sơ thì nó cũng phải rơi được khoảng tầm cỡ 30 triệu Việt Nam đồng. Vậy phần quà này chơi như thế nào? Cách chơi thể lệ ra sao thì rất dễ thôi. Đầu tiên là các bác sẽ chơi cái mini game này, em sẽ thông báo ở trên kênh. Sau đó thì các bác sẽ làm theo thể lệ. Và khi mà diễn ra cái chương trình đó thì em sẽ công bố luật chơi và thể lệ cho các bác. Nhưng các bác sẽ nắm được là đây là chương trình em sẽ tạo ra cho các bác vào thứ 6. Ngoài ra chúng ta sẽ có một chương trình vô cùng lớn, phải nói là cực kỳ lớn, lớn nhất từ trước đến nay các bác sẽ không bao giờ thấy. Đó là gì? Các bạn sẽ có được cơ hội mua những cái sản phẩm chính hãng giá rẻ, đó là hàng trưng bày và một số hàng em thu lại của khách hàng, một số mặt hàng em thu lại của các bác, ví dụ như có một nhu cầu lên đời đổi mới gì đó thì em sẽ thu lại. Và ngoài ra sẽ có những cái sản phẩm hàng trưng bày với một mức giá gọi là không thể nào gọi là hấp dẫn hơn nữa rồi. Giá nó cũng phải nói là giá như cho rồi. Ví dụ như là vang số chẳng hạn, đâu đó chỉ độ khoảng tầm cỡ 1,5 triệu chiếc thôi. Loa thì từ 5, 7, 10 triệu đến mấy chục triệu cũng có. Cục đẩy âm ly, rồi là micro, rồi là kể cả là những cái thiết bị như equalizer thì đầy đủ, loa subwoofer là cực kỳ nhiều luôn. Sub active, sub passive đầy đủ cho các bác luôn, và đến từ toàn những thương hiệu đình đám thôi. Và trước mặt các bác đây thì các bác có thể nhìn thấy nhanh nhanh. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị có nhá, JBL, series cao cấp nhất của JBL về karaoke, đó là dòng KP 6012, 6010 và có cả loa sub nữa. Ngoài ra chúng ta sẽ có rất nhiều các giải sản phẩm các bác có thể nhìn thấy đây, từ đây vào tận trong kia. Đấy, em đã chuẩn bị cho các bác hết rồi. Đấy. Và đương nhiên cái clip khi mà em quay em thông báo cho các bác này chính là cái clip tiếp sau đây, là em đã quay cái chương trình này cho các bác rồi, để các bác chuẩn bị có cơ hội để mua sắm rồi. Và các bác hãy nhớ nốt lịch, đó chính là 19:30 tối ngày thứ 6 tuần này, tức là ngày 7 tháng 6. Các bác nhớ nốt lịch 19:30 tối thứ 6 tuần này các bác nhá. Các bác hãy nhớ lưu ý. Và tất cả sản phẩm các bác có thể nhìn thấy đây, loa chỉ có một đôi, súp thì chỉ có một chiếc, đẩy cũng chỉ có một chiếc mà thôi, với giá vô cùng hấp dẫn. Vậy là bác nào nhanh tay liên hệ và mua thì là mua được. Em không ưu tiên cho bất cứ một bác nào cả. Không có bác nào nhắn tin em trước, em Nam ơi mua anh cái này thì không có. Chúng ta sẽ chơi một cách công bằng luôn. Ai mua được người đấy mua, ai nhanh người ấy được. Chỉ có một sản phẩm thôi. Đấy là các bác phải lưu ý về chương trình. Quà tặng cũng vậy. Chơi mini game, chơi quà tặng thì lý do tại sao bắt đầu em chỉ nghĩ em chỉ làm ra một cái chương trình, đó là hàng thanh lý này thôi. Nhưng mà bây giờ chơi lớn hơn tí, ngoài thanh lý tặng cho các bác cho nó vui. Bởi vì nếu như bác nào đã theo dõi em lâu năm rồi thì các bác sẽ thấy là em hay tặng quà cho các bác. Ví dụ như bình thường các bác xem em, ví dụ như là khuyến mại giảm giá, nhớ đâu các bác là không mua được thì vào không săn được hàng thì lại có cơ hội nhận được quà. Biết đâu đấy nhỉ các bác, mình chỉ là người may mắn mà. Cứ tham gia thôi. Ok, chờ đợi các bác vào clip vào 19:30 tối thứ 6 tuần này các bác nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác vào clip thứ 6 này. Ok. Techsao Việt Nam, showroom trải nghiệm âm thanh cao cấp, tọa lạc tại địa chỉ số 7 dãy B2, shop house 24 giờ Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, với các thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới nhằm đem lại sự trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Hotline liên hệ 0942 97 96 96, 0933 469 555 hoặc truy cập website techsao.vn.